Dạ, em xin chào tất cả anh em ha. Em chào mừng anh em đến với kênh Tin Sắt Đức Thắng anh em. Giờ này những chiến binh cuối cùng của em nè, hai đứa con về trước đi, hai đứa về trước đi. Còn em nhân thừa hai thằng là xong búa học bích xong búa chứ không phải xong kiếm. Thời giờ mà cầm kiếm ra đường chắc ta nói hai thằng khùng. Từ một gông quá hả? Bây giờ hai anh em lên tiếp cho anh em bà con cô bác mình tham khảo là cái này, cái Mitsu 11. Anh em ơi, hôm gà anh em kiếm máy lớn nè, bây giờ bữa nay có một em Mitsu 11 cho anh em mình tham khảo nè. Cái máy thì nó bự, dùng chữ em không biết nói sao mà nói chung là chà bá đi. Cái tiếng địa phương của em cái nào bự kêu chà bá đi. Nó rất là bự. Mà nói gì nè anh em. Đó, vậy đó. Chạy gió mà ngoại hình thì nói chung là nó vô dạng là hơi xấu. Cái này nó giống em vậy đó. Cái máy này nó hiện trạng lên sau thì em di bon vậy đó nghe anh em. Nước thì nước trắng nữa, chứ này về nước trắng nhiều quá. Chắc con nhà nghèo nhiều hơn con nhà giàu nè. Ủa thùng dầu im à, thấy có được nè, biết cái thùng dầu im. Ây da, nó cũng vô dạng sồn sồn luôn anh em ơi. Vô dạng sồn sồn. Cái máy này anh em dùng tải những cái đồ nặng này, bả cháy bù chét luôn. Thôi em nghe điện thoại giùm anh đây thôi. Bà con ai kiếm gì em hỏi kia, bà con mua cái gì vậy? Cái này nó rất là bự anh em ơi. Cái báu nhớt nó thì nó bị gãy cái miếng mũ ngoài à. Cái này bên em thợ em mới là chế cái này cái ga để mình tiện lên xuống nè. Đó. Còn mặt ngoài dứt nó gì nè ha. Đó. À, cái tay khóa dầu là nguyên bản nè. Boe nó còn nhưng mà nó cũng xét theo như, giống như cái áo luôn. Tùy theo cái máy của anh, cái máy gì cũng được. Cái nắp hồng nó gì nè, môi nó dày. Nó dày, rất là dày, còn cái bu ly nó một gánh, hai gánh, ba gánh. Gánh nào cái này nó cạnh chi không. À, cái này thì bên em mới vừa làm nổ xong. Nói chung là xịt nước qua lò rồi lên sóng của anh em ha. Máy thì nó nguyên bản theo trên bãi vậy nè. À, sau là mình để nguyên trạng vậy đó. Máy này thì hồi nãy mình có chỉnh con heo dầu anh em. Có chỉnh con heo dầu. Còn máy thì nó nguyên xi cơ máy anh em. Hoàn toàn không có đụng chạm gì bên trong. Mà số CD của máy này anh nhìn theo nó đen thù lùi em nhìn hết biết rồi. 4083. 4083. Ốc là gì đây? Mình nữa có con ốc lai nè. Ốc này là ốc lai nè. Này mất một con. Này ốc ghim nè. Cái bô của dòng này nó rất là dày nè. Dày dữ lắm dày. Cái dòng Mitsu thì em thích nhất đó là cái cây bẻ xuống bắp lên em, nó làm rất là dày dặn, nó không giống như dòng khác. Còn cái ống dầu chả này thì nữa em thay cho nên có ống dầu khác nha. Sau đây người ta đi buộc kia chợ này cắt nông vô, cái người nào cũng không giữ được chứ. À, nó ảnh đang ngồi anh gọi lại vậy thường anh. Anh không gần đến nhiều khi anh lấy gì anh xài không được. Nắp chìa cò nó gì đây? Em lên chuyển gần 3 ngày, 3 ngày 4 ngày anh. Heo dầu nó nguyên si luôn anh ơi. Heo dầu nguyên si. Nước chiều em thấy thừa có chỉnh cho này nè. Nước chiều mình chỉnh gì thôi. Để em hỏi thợ em cho chắc ăn lên em. Để nhiều khi nói cái về chỉnh nó chỉnh cái bếp luôn. Chỉnh cái bếp không à? Con heo dầu mình có đụng không? Không. Heo dầu là bên thợ em không có đụng. Có chỉnh chỗ này anh em. À, nhìn dấu chày anh em biết nè. Đây là Mitsu 11 anh em. Cái điện thoại mình đưa cái màn hình nó không có giáp anh em ơi. Nó bự quá. Rồi giờ để em nhờ thợ em test hàng cho anh em bà con cô bác mình tham khảo nha. Rồi cái đầu bò 24-6 giờ mấy hôm ta. Ừ. Cái nhông không? Cái nhông 2 cái chiếc giật. Ừ. Đó.
Máy này anh em mua tải hoặc là kéo những cái bơm ha, rất là ok luôn. Cho anh em hết đường đi luôn á, lớn luôn. Này mấy đứa cháu nó mới về nên nè, cho tôi tập dữ vậy thôi. Rồi em cũng xin báo giá anh em bà con cô bác mình luôn ha. Cái Mitsu 11 gió đạn này em bán cho anh em là 8.800.000 em bao ship nha anh em. Cái hàng dòng Mitsu, những cái hàng lớn này lúc này là rất là hiếm anh em ơi. Bây giờ em không biết, tự nhiên cái thị trường nó hút, hôm gà là không có máy về luôn á. Hôm gà là số lượng cỡ khoảng tầm 1 đến 2 tháng nữa hàng quá mình mới đa dạng lại nha anh em. Còn hiện tại là trên cảng trên Sài Gòn là bây giờ đang, nói chung là đang thiếu hàng á, công rút ra chưa được, bây giờ là chỉ có chốt được những cái đơn còn bên Nhật á, người ta mới bắt đầu người ta vận chuyển về, tầm về tới đây có khoảng 20 đến 25 ngày nữa là mới có hàng lại. Rồi em xin nhắc lại lần nữa ha, cái Mitsu 11 gió đạn này em bán cho anh em là 8.800.000 em bao ship, anh em nào làm được cái máy này thì ới em ha, rồi số điện thoại em để cho màn hình. Rồi anh cảm ơn em nhiều nha Thừa, rồi chào tạm biệt bà con.